Hello, hello. Rồi. Chào anh. Xin chào. Ok. Bây giờ nói về cái em nhỏ mà đạp cái lá cờ ở bên Úc á, để em nói cho anh nghe. Ok. Cái lá cờ đó đó là bên Úc á, người Úc ý nước Úc á, người ta công nhận cái lá cờ đó. Cho nên cái người mà gì mà tị nạn bên, em không nói là Việt Nam Cộng Hòa hay là có thể là nói Việt Nam Cộng Hòa đi. Người ta rất là tôn trọng cái lá cờ đó. Nhưng mà em đó đó cái giống như chà đạp lên một cái lá cờ đó, giống như là anh đạp lên một cái trái tim của người ta, anh có hiểu không? Cho nên người ta mới làm như vậy, anh hiểu không, chứ không phải là người ta thì sao. Nhưng mà bên Úc á, người ta đã công nhận cái lá cờ đó, đúng không? Đó cho nên đó, cái em đó không có hiệu lực cái này kia, vô đạp này kia, thấy chửi bố mày bố kia mà chịu chịu Cái đựng vấn mày đề ra là được. như thế này, anh nói bây giờ anh tóm gọn, anh là cái người mà trung gian, anh nói như này, cái mà hành động mà coi như ấy lá cờ xuống về tinh thần thì anh ủng hộ đúng không, nhưng về cái hành động ấy thì bây giờ mới bỏ lá cờ xuống gì và cái em mình nói tục thì bọn anh không ủng hộ, nhưng về cái tinh thần đúng không thì đã ủng hộ. Tất nhiên tuổi trẻ người ta không, người ta bùng một, người ta không như những tuổi này. Còn cái chuyện vừa nãy anh đã nói rồi là cho những cái người mà ví dụ như theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ vẫn cứ tơ tưởng cái thứ treo thoải mái ở bên đấy không sao cả, ngay cả bản thân ví Thì dụ đó là thì cái em anh đó là người ví em dụ đó anh sang bên Mỹ anh trông mấy cái lá cờ anh ghét thôi, nhưng vấn đề là người ta treo anh kệ thoải mái. anh phải tôn trọng những cái gì người ta quý trọng, rồi em phải tôn trọng những gì anh quý trọng. Anh không có quyền là mà chà đạp lên cái lá cờ như vậy, cho nên người ta thấy vậy, người ta làm rộ lên là cái đó cũng cũng là chuyện bình thường, anh thấy không? Hello, chào bạn Nguyễn. Vâng, em chào anh. Mọi người anh nghe, nghe em nghe rõ không? Dạ vâng, em nghe rõ nhỉ. Ok, thì mấy bữa nay thì cái sự việc là cái chuyện mà bạn du học sinh ở bên Úc và nó giật cái cờ vàng đó, thì theo tao nhận định tao đã nói rồi, bên Lan là đó là một hành động nó bộc phát về vấn đề cá nhân, chứ không có dính, không có đại diện cho bất cứ ai. Nhưng mà nó có một cái điều như vậy thì mình đặt nặng quá, mà trong đề vấn đề đặt nặng quá, tụi nó có cái cớ đó. Thì bạn Nguyễn nó mới cho một cái coi một cái clip mà đi xé cờ đỏ đó, thì tôi nay đây là một cái sự trả đũa qua lại, nhưng mà ở đây là mình không cổ xúy cho cái cháu đó để làm cái điều đó, nhưng đây là một cái hành động tự phát. Thì bây giờ cho tụi bây coi nha. Cái này á là chắc chắn là cái lời nói của họ chắc có uy tín hơn mày ở Giác Sơn Bùi. Cái ông này là nguyên là cựu, có nghĩa là hồi xưa là chủ tịch cộng đồng ấy, nhưng bây giờ ông này chắc là tôi biết đứt đầu bạc, chắc chắn là nó có tâm có tiếng, và lời nói của ông chắc chắn là có giá trị hơn mày, không ta cho nghe nghe. Có thể họ thương mến đất nước Việt Nam, họ không hiểu rõ lịch sử của Việt Nam thì họ chỉ biết rằng lá cờ đỏ của sao vàng là biểu tượng duy nhất của Việt Nam. Nếu quý vị vào bất cứ một hệ thống thông tin nào thì chắc chắn rằng biểu tượng duy nhất đại diện cho Việt Nam sẽ là lá cờ đỏ ngôi sao vàng. Vì như thế, chúng ta không thể xem đây là một hành động chà đạp lên lá quốc kỳ của Việt Nam. Vì lá quốc kỳ của Việt Nam ngày hôm nay không còn là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thay lời muốn nói, Đức Đồ Bạc đã khẳng định ông này là nguyên nguyên cái là đã từ ngày xưa đó là chủ tịch cộng đồng người Việt ở Mỹ. Như vậy thì cái lời nói ông này nó giá trị hơn mày nhiều lắm mà, rất sân bùi, và người ta đã xác nhận cái điều đó, đúng chưa? Bây giờ tôi cho mày coi thêm một cái nữa, ở đây nó mới xảy ra cũng giống y chang như kia. Đây là hai thằng Mỹ con, đây là Mỹ con nha, chứ không phải Việt Nam. Đây khác với clip kia nha, Nó nhỏ quá. Đấy. Làm gì được nó? đây là Mỹ con nha. Nói như vậy để cho hiểu cái chuyện này cũng nên cho qua đi, mình cũng không cần là phải bàn tới cãi nữa, là bởi vì giống như ta nói mày đó, ở đây thì khi xảy ra cái sự việc đó chắc chắn là Đại sứ quán Việt Nam cũng đã đưa vào
cũng phải nhập nhào cuộc thì cũng yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra với cháu thôi. Nhưng mà mình nói một lần nữa, đây là một cái hành động bộc phát của một cái cá nhân thôi, chứ không phải là cái gì cả. Và nếu mà nói về tình lý á, thì Đức Lò Bạc đã nói rồi, có nghĩa là ở đây cái lá cờ nó không đại diện cho đất nước Việt Nam nữa, và nó đã chết 46 năm về trước rồi. Có nghĩa là đó, còn có những người nào mà yêu quý lá cờ đó thì quyền của mỗi người thôi và mỗi quốc gia. Mình cũng xin nhắc lại là ở Úc không có nghị quyết nghị quét gì, không có luật nghị, chỉ ở Mỹ này mới có, ở Lý Đô Sài Gòn mới có thôi, mà chỉ một nhóm nhỏ cộng đồng người Việt sống tại ở ngay cái thủ phủ là cái người Lý Đô Sài Gòn đó thì ta ra một cái nghị quyết. Tất nhiên là đây là một nhóm người thôi nha, ở đây không phải là luật, không có luật mẹ gì đây trên trời. Và tất cả ở trên công dân Mỹ, cái hỏi như là mẹ nè, Philippines là các những dân tộc khác, họ ngày lễ của quốc khánh họ còn được quyền đem cờ của quốc gia họ treo ở nhà được tỉnh bơ thôi đó đại khái. Nhưng mà mình cũng không đụng chạm gì với cái cờ đó, mình chỉ nói là cái lá cờ đã chết lâu rồi, và bây giờ là chỉ người ta chỉ biết về cái lá cờ làm được người đỏ sao vàng. Nói một cách nôm na là tao ngày xưa thì tao cũng đã ở đứng với cái lá cờ vàng và sụp đỏ đó, nhưng mà tánh tao kỳ lắm, tao là có nghĩa là mất thì mất, có thì có, chứ không có chuyện mà ngồi ảo tưởng. Nó là mất 46 năm nay rồi, không còn ở chuyện gì đây cõi đời này nữa, nó hẳn là vậy. Đây lời tao nói thì mày không tin, nhưng mà Đức Đầu Bạc đương nhiên chắc chắn là tụi mày tin, là bởi vì ông này là lớn, rất là lớn hơn ta mấy tuổi, và ông này ngày xưa là chủ tịch cộng đồng đó ở Cali đấy, nó cho mày nghe điều đó. Thì ra tất cả bạn bè quốc tế ngay bây giờ đến bây giờ khi mà nói về Việt Nam thì ta liên tưởng tới cờ đó sao bạn, người ta chẳng biết cái là cờ kia là cờ mẹ gì đâu. Thành ra đừng có vu vạ, đừng có kêu oan, mà thương yêu rồi, hoặc là đi là lá cờ cũ là quyền tự do cá nhân của mỗi người, nhưng mà không nên đem những cái điều đó mà áp đặt vào cái thằng bé, chụp mũi cho thằng bé là phá hoại cờ tổ quốc. Cờ tổ quốc đâu đó mà cờ tổ quốc nó chết mẹ 47 năm rồi, còn mẹ nữa mà tổ quốc kia tổ quét, bởi tụi này nó láo, nó xạo mệt quá thì toàn ngồi lên mà thấy nó lên là đủ má, là tự nhiên thấy ghét rồi, đủ má cái lẽ tao cũng lên làm mẹ ở nhà bao việc đâu đã thấy vậy. Nó thẳng là vậy, nó cứ hở ra cái lấy Mỹ so sánh với Việt Nam. Tao nói thiệt với mày, bây giờ nói một cách đôm nay, Mỹ bây giờ đang sợ Trung Quốc chết mẹ luôn. Có nghĩa là hiện giờ Trung Quốc á, nó có một cái tham vọng rất là lớn, nó sẽ vượt mặt Mỹ để mà nó làm trùm quả địa cầu này luôn, trùm cái hình tinh này luôn. Nó hẳn là vậy. Bà thằng, mà tao hỏi mày nó ngộ lắm ấy. Nó kỳ, mày nhớ kỹ trên thế giới này tao 100 gần 200 nước lận mà, đâu phải là một đứa đâu. Nhưng mà không bà Mỹ nó không có sợ ai chứ. Đủ nó với canh Trung Quốc không à. Tao hỏi mày, mà đánh vô hỏi tại làm sao mà cái thằng Trung Quốc là nước gì, nước cộng sản chứ nước gì, tại làm sao các nước kia nó không sợ mà nó sợ Trung Quốc, cộng sản là cái gì của nó mà nó ghê vậy. Mày phải tìm hiểu kỹ chút đi, không biết gì an ninh kinh tế đủ trò, nó không biết con mẹ trên trời lúc nào cũng trở mỏ tào lao hở ra, bữa nay xong nó tôm hùm nữa tao cũng không biết nữa. đụng tao nói là thứ tôm hùm không phải đủ, tao mệt thiệt đó. Tao nếu khoái ăn tôm hùm, đồ ăn của nó cao máu, rượu nó mau chết, không thèm ăn. Tao đi khoái cá lóc nướng trôi à, nướng mà rơm á, đồ mới vậy đó, được không? Thì đấy, đó rõ ràng nó cái chuyện đó là nên bỏ qua đi, bởi cái chuyện đó để cho người ta xử lý. Và cái chuyện này nó không dính dáng nhiều thể diện quốc gia cả. Nó không dính dáng gì, bởi cái lá cờ nó không đại diện cho ai hết trơn. Thì bây giờ làm gì mà làm lớn chuyện. Mày tức quá thì đủ quá, mày đi mày cắn lưỡi mày tự dẫn mày chết mẹ cho rồi đi, sức quá mệt quá đủ, đúng không? Ok thì anh chỉ nói vậy thôi, anh nói dẫn thức mà tụi này phải ngắn gọn xúc tích và có tư liệu, phải nói đàng hoàng. Còn cái chuyện mà ngồi giải thích nó mệt lắm, tụi này mệt, nó nghe đâu, phải đưa ra, phải đưa đặt vô, đưa cái mặt ra, đưa người này ra, đưa hình ảnh ra, chứ còn cái chuyện mà ngồi bài giải thích lê thê lết hết là tao không có thích. Đủ khổ vậy, ngắn gọn xúc tích bục cắt vậy thấy rồi, được rồi. Còn chuyện con Đức là ba đứa này là tự nó tự phát cá nhân thôi, đâu có liếm gì đó, mệt khối mệt út với yết gì. Sắp sửa là đồ Việt Nam cũng làm bác. Anh ạ, cứ khoảng 2 năm nữa Thủ Quốc đang đề nghị Việt Nam coi như nâng tầm cái quan hệ giữa Úc và Việt Nam lên trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Tao nói mày rồi, Việt Nam bây giờ, tao nói mày rồi, Việt Nam bây giờ, tao nói mày rồi, Việt Nam bây giờ cũng giống như trạng là cô gái mà đang xuân thì á, có hỏi 18, 20 đó, đang nở hoa đẹp đó, thằng nào cũng muốn chứ, chẳng riêng Úc đâu. Nhưng mà tao đang còn ẹo, tao mắc cỡ, tao thôi, tao lựa. Đồ quá chứ, mấy tụi này nó không có nhìn xa, bữa này đúng là có gì kiểu mà ăn sỏi ở thì, người ta nói gọi là chiến dịch
đoạn đường ngắn thôi mà nó không có biết, nó không có nhìn chiều sâu, vì chỗ đó ra cái xúc tác mấy cái hở cái gì đó cũng hồi so sánh rồi mà bỉ bây giờ thì điều muốn tan quan nào, dịch bệnh thất nghiệp u thôn lết tràn đầy, nói chung bây giờ đang tan nát là đồ ở đó. Mệt tụi này nó mở khổ lắm, ngồi cãi cối mệt quá, thì si bố mày mệt quá. Bữa nay không thấy anh Cường Hùng như vậy rồi, ok em, rồi anh xuống, ok rồi, cảm ơn cậu.